200 của mình là 120 ha. Khách vô giờ rồi nó tới hồi thì về luôn. Không biết là nó trong ngồi gì đúng không? Đúng rồi, có chỗ ngồi đó, hạn chế để trong mà giờ này là không dọn được. Bỏ tài. Giờ sấm nụ rồi đó. Sấm nụ rồi. Sấm nụ lụm nụ gắn vô giả tiếp. Thì nếu bãi thì anh cứ chọn hai phần đó là em vẫn giảm giá bình thường. Em một bò khí tay. Một bò khí tay heo ha. Ừ. Rồi ok. Rồi cái kia là cái số thái đặc biệt đúng không? Đúng rồi. À, mình lấy phần nhiêu? Tùy. Rồi không. Cho em ba phần nữa. Dạ rồi. Tôm cua thái. Với lại thanh tôm. Em cua thái là tôm. 62 ngàn. Dạ. Em bốn cho đó nha. Dạ. Tôm thái. Cho maximum gối. Cho anh. Bởi xứ là 80 ngon. Bởi xứ là 80 thái lan cái lỗ là 70. Còn hai cái kia là lấy 100 hết. Đây là đồ chơi của tôi 100. Tới. Chúng tôi sẽ tới rồi không? Nói chung này mình phải kêu có đồ đủ rồi. Mình đang lấy cái đồ đủ nhiều hơn cho nó đỡ ngán không? Dạ hai bạn đó muốn làm chung hay để đi? Vô cái thố luôn ha. Đó cả cây cây nha. Dạ dạ. Ba món một cái miếng thái, một cái cố gắng một cái gì. Cái mấy đũa? Hai đi hai đũa. Dạ, rồi. Ốc hương hấp cả là hai phần nha. Rồi cũng ăn nhiều nhé. Hai anh ở xa không? Xa lắm. Xa lắm hả? Nghe thì xa lắm chứ nghiêm trọng vậy, tôi biết là xa lắm, này không ngon không? Em đi Đồng Nai. Đồng Nai, trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, Đồng Nai má ơi. Không săn đăng xuống à. Dạ, tranh thủ săn xuống đi anh. Tôi muốn săn lên rồi. Đi muốn đi cũng không được. Mình xin được chúc mừng bạn Vũ Trường đã là người có lượt bình luận với nhiều lượt tim nhất và mình xin được tặng bạn một chai mắm thái pha sẵn Aun. Bạn vui lòng liên hệ Zalo số điện thoại 0902671526 để được nhận phần thưởng. Còn mấy bạn mà mình đã thống nhất là nhận quà rồi thì hãy chờ điện thoại của shipper để nhận quà nhé các bạn. Kênh của mình thì thường xuyên đăng tải những đoạn clip ngắn các cuộc hội thoại giữa mình với khách hàng. Mấy clip của mình thì quay bằng điện thoại máy của mình. Ở đó chất lượng hình ảnh cũng không được gọi là chuyên nghiệp thì mình cũng mong các bạn thông cảm nha. À, nếu thấy hay thì các bạn cũng đừng quên chia sẻ và cho mình một tim để mình có động lực làm nhiều clip hơn. Ba thằng anh. Rồi cho em gửi luôn nha. Cảm ơn nhiều nha. Rồi của anh là làm cây được ha. Đi xa về về bờ cũng còn gòn. Dạ. Đi xa về bờ cũng còn gòn. À vậy thì để đi tiếng lưỡi hả? Vậy để em chọn thôi chứ em đâm nữa là nó sẽ mà. Mấy ngày hôm nay thì khách đến quán ủng hộ rất là đông, có rất là nhiều bạn từ các tỉnh, các quận xa đến ủng hộ nên mình cũng cần khá là nhiều thời gian để chuẩn bị nguyên liệu. À, mình vẫn cố gắng mở quán vào lúc 4:30 chiều. Thời gian gần đây thì mình thường hết sớm hơn nên các bạn ở xa hãy lưu ý cái thời gian ở trên clip, hãy gọi điện cho mình số điện thoại 0902671526 để tham khảo tình hình của quán trước khi xuất phát để tránh trường hợp đến rồi lại không có. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và ủng hộ kênh và món của mình trong suốt thời gian qua. Nếu các bạn đang ở Đà Nẵng thì hãy ghé quán gỏi Thái Caron số 02 Hồ Biểu Chánh, quận Hải Châu hoặc tìm kiếm trên Shopee gỏi Thái Caron. Gỏi Thái Aun chuyên cung cấp các loại mắm Thái, mắm ba khía, mắm hải sản, sỉ và lẻ, hợp tác kinh doanh và nhượng quyền thương hiệu. Nếu xem clip thấy hay thì đừng quên follow và cho mình một tim để theo dõi các clip sau nhé.